qua một số đoàn khách tới khu du lịch mới biết là Tam Cốc Bích Động tới tham quan thì mới biết là khu Tam Cốc Bích Động đã tạm đóng cửa để có thể ổn định bộ máy nhân sự. Thông báo đã được đưa lên một số website du lịch của Ninh Bình vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Theo nguồn tin từ Sở Du lịch Ninh Bình thì hiện chưa có thông báo về thời gian Tam Cốc Bích Động mở cửa trở lại. Xin chào quý vị khán giả, các cô chú, anh chị đến với kênh Mộc TV. Như chúng ta vừa theo dõi bản tin, khu du lịch Tam Cốc Bích Động nổi tiếng ở Ninh Bình vừa bất ngờ thông báo đóng cửa, tạm ngừng hoạt động và chưa xác định thời gian mở cửa trở lại. Động thái bất ngờ tạm dừng hoạt động trong thời gian cao điểm của mùa hè là một điều bất thường. Cũng vì do khu du lịch Tam Cốc Bích Động đột ngột dừng đón khách nên nhiều du khách, nhiều tour du lịch bất đắc dĩ phải cắt điểm này ra khỏi chương trình và chuyển sang địa điểm khác. Bây giờ mời quý vị khán giả cùng với Mộc TV đến tham quan khu du lịch này để xem phong cảnh ở đây ngay trước thời điểm tạm đóng cửa như thế nào nha. Xuất phát từ bến thuyền, du khách sẽ được phát áo phao để bắt đầu hành trình trên dòng sông. Dòng sông này tên gọi là sông Ngô Đồng. Theo kinh nghiệm của nhiều người đi du lịch thì thời gian đẹp nhất để đến Tam Cốc Bích Động chính là khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Lúc này thì khí hậu ở Ninh Bình sẽ tương đối thoáng mát, ít mưa và có thể là giúp cho du khách khám phá Tam Cốc Bích Động trọn vẹn. Một cái thời điểm khác thuận lợi hơn đó là những ngày đầu năm mới và trong cái tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì du khách sẽ choáng ngợp trước cảnh sắc rực rỡ của cánh đồng lúa suốt chặng hành trình. Lúc này các cánh đồng lúa hai bên sông là một sự kết hợp hài hòa giữa sắc xanh của mạ non và màu vàng của lúa chín. Đây là bức tranh hoàn hảo của cảnh sắc non sông khiến ai cũng bồi hồi xao xuyến. Tuy nhiên thì Mộc TV đến muộn hơn một chút những cái thời điểm ở trên nên rất tiếc là không ngắm được cánh đồng lúa vàng bởi vì mùa thu hoạch đã kết thúc rồi. Mộc TV nhìn xung quanh một số nơi thì người ta đã cắt cái gốc cắt lúa đi, thu hoạch lúa đi và chỉ còn là gốc rạ thôi. Tam Cốc là một cái quần thể danh thắng với ba hang động tự nhiên gồm hang Cả, hang 2 và hang 3. Đi vào trong hang núi thì rất là nguy hiểm các bạn, vừa tối mà vừa không thấy đường và thậm chí là còn nguy hiểm nếu mà chúng ta không để ý thì sẽ bị đụng đầu vào trong trần đá ở phía trên. Tuy nhiên ở đây thì nó không có nguy hiểm, nghĩa là cái độ rộng của cái lòng sông vẫn rất là tương đối rộng để cho hai thuyền có thể tránh nhau. Còn lúc mình đi ở bên Tràng An đó các bạn, đi ở bên Tràng An đó thì cái hang động nó hẹp hơn, ở đôi chỗ là thậm chí là chúng ta phải nằm sát người xuống cái thuyền đó thì mới qua được. Ở bên Tràng An thì họ bố trí là cái đường vòng, nghĩa là chỉ có một đường, một chiều đi thôi, và đi một lối và chúng ta khi chúng ta quay lại thì cũng sẽ đi một lối khác. Còn ở Tam Cốc Bích Động thì đường xá rộng rãi hơn, đường di chuyển ở trên sông nó rộng rãi hơn và hai thuyền có thể tránh nhau được nha. Thì khi mà đi hết qua ba hang động thì chúng ta sẽ đến một cái ốc đảo nhỏ như thế này. Cảnh vật được bố trí rất là nên thơ, rất là xanh mát, rất là tĩnh lặng. Mình tới thì lúc này là hết cái mùa cao điểm rồi các bạn, nghĩa là có khi là ít khách quá. Cho nên là cái việc đóng cửa là người ta nói là do củng cố nhân sự, do là sửa chữa hạng mục. Tuy nhiên là khi mình đi thì mình sẽ thấy vắng như thế này nè các bạn. Cái ngày mình đi là cách trước cái thời điểm đóng cửa là có khoảng chưa đến một tháng nha, chưa đến một tháng. Trong lịch sử trước kia, vùng núi Tràng An Tam Cốc là nơi vua nhà Trần lựa chọn làm nơi xây dựng hành cung Vũ Lâm để củng cố lực lượng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần 2. Ngày nay quần thể Tràng An còn lưu lại nhiều dấu tích
của những triều đại lịch sử trong quá khứ, ví dụ như triều nhà Lê, nhà Trần, thậm chí là có nhà Lý nữa các bạn. Từ thời nhà Lý thì chúng ta mới dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội ngày nay. Còn trước đây thì người ta gọi là Ninh Bình là vùng đất cố đô, Hoa Lư đó các bạn, là vùng đất cố đô. Phong cảnh ở đây thì rất nên thơ, lãng mạn. Đi vào mùa hè như Mộc TV thì phải tự trang bị hoặc thuê thêm một cây dù để che nắng. Anh chèo đò thì cho Mộc TV mượn một cây dù, nhưng mà khi kết thúc chuyến đi thì anh ấy xin thêm tiền bo, mình không có tiền lẻ nên đưa luôn là 100k. Trên trời thì đôi lúc là xuất hiện đàn chim. Các bạn thấy đàn chim bay rất là đẹp ha. Kết thúc cái chuyến tham quan Tam Cốc Bích Động ở đây thì sẵn dịp Mộc TV cũng đưa mọi người đi đến tham quan một cái nơi cũng gần ở đây đó các bạn, cách khoảng 10 km, đó là Tuyệt Tịnh Cốc nha. Trước đây thì Tuyệt Tịnh Cốc nó có tên gọi là Tuyệt Tịnh Cốc, tuy nhiên là người dân ở địa phương họ cũng phản đối cái tên này, cho nên là sau này là ban quản lý du lịch thì họ mới đổi lại là Tuyệt Tịnh Cốc. Ngày trước nó muốn đi vào trong đây thì các bạn sẽ phải đi leo 200 bậc thang qua các dãy núi. Tại vì ở đây là một cái thung lũng, nó nằm ở trong thung lũng, bao bọc xung quanh là núi đá, cho nên là muốn vào thì phải leo hàng trăm bậc đá. Thì ngày nay ban quản lý họ đã đầu tư xây dựng một cái đường hầm như thế này. Chúng ta đi qua đường hầm và đến Tuyệt Tịnh Cốc nha. Mặc dù cái khu vực này rất là nhỏ các bạn, tương đối nhỏ thôi chứ không phải là nhỏ lắm. Nó là một cái thung lũng. Tuy nhiên là nơi đây là có một đây gọi là cái vùng đất linh thiêng gắn với lịch sử dân tộc. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ về cái khu vực thần bí này. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì có ghi lại sau khi mà lên ngôi đó, vua Đinh Tiên Hoàng đã giao nơi này cho hai cha con võ sư là Trương Ma Mi và phò mã là Trương Ma Sơn kiểm soát toàn bộ khu vực thung lũng bên cạnh kinh đô Hoa Lư. Nhận được sự tín nhiệm của vua thì hai cha con Trương Ma Mi đã cải tạo nơi này trở thành một pháp trường xử án dành riêng cho việc xử lý trọng phạm của triều đình. Sau khi mà triều đình suy tàn đó, chuyển giao quyền lực sang nhà Lê đó, thì nơi đây không còn được sử dụng làm pháp trường nữa, mà Thái hậu Dương Văn Nga là đã cho xây dựng chùa Am Tiên. Xây dựng một cái chùa Am Tiên ở đây dành cho những năm tháng cuối đời để tu hành. Chúng ta sẽ leo núi, leo lên một cái ngọn núi để mà đến với cái chùa Am Tiên ngàn năm tuổi nha các bạn. Ngôi chùa đóng vai trò rất là quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đến nay là sau hàng ngàn năm. Sườn núi đá vôi che chắn thì chùa vẫn còn gần như là nguyên vẹn, nằm dưới là một cái vách núi. Chúng ta leo hàng chục hàng trăm, tôi không biết được bao nhiêu bậc thang, leo lên đỉnh núi thì rất là mệt nha các bạn. Leo lên đỉnh núi để đến với cái chùa Am Tiên. Đây, tôi đã lên đến nơi. Đây là gọi là chùa Am Tiên nha cả nhà. Có một cái động hang động nằm bên trong. Ở đây còn lưu lại rất nhiều cổ vật nha, từ thời nhà Đinh, nhà Lê tới bây giờ. Chúng ta vào bên trong xem thử nó có gì nha. Đấy, có rất đông du khách tham quan Tuyệt Tịnh Cốc, mặc dù là nơi hết sức vắng vẻ nhưng bây giờ là rất là đông du khách. Đây là một cái hang đá tự nhiên được lưu truyền từ ngàn năm, ngàn xưa đến giờ luôn. Có một cái bảng hiệu là giếng Giải Oan. Chúng ta đi thử vào cái giếng Giải Oan xem nó như thế nào. Nằm sâu bên trong của cái hang động. Đây các bạn, đây là giếng Giải Oan. Nước rất là xanh biếc ha. Tôi thấy có nhiều người ngày xưa họ quăng tiền vào để họ cầu nguyện đó. Đến nay thì cái hành động này đã được nhắc nhở và chấm dứt rồi. Đây là những bậc đá để đi từ trên xuống.
Các bạn thấy không, lối đi được xây dựng lại nhưng mà rất là nhỏ hẹp, ẩm ướt ha. Nhưng mình từ dưới mình đi lên, ngược lên lại từ phía trên nha các bạn. Là khi mà leo lên đến đỉnh núi rồi, chúng ta nhìn xuống sẽ thấy toàn cảnh của Tuyệt Tịnh Cốc như thế này, rất là xinh đẹp ha. Và cái đầm ở dưới à, gọi là đầm gì sao tự nhiên mình quên tên mất tiêu rồi à, tuy nhiên là trong đầm rất là đẹp, nên nếu mà đúng cái mùa xuân các bạn, nước xanh trong, có đàn cá và có cả thuyền để chúng ta có thể là đi ngắm cảnh à. Đây là một cái phía bên kia của Tuyệt Tịnh Cốc đấy, chúng ta mang theo lối đi như thế này đến với một cái lối đi từ phía bên kia. Đây là một cái được xây dựng giống như một cái tường thành đó các bạn. À. Mấy các bạn nhìn thấy phong cảnh đẹp chưa? À. Tôi là đến đây là ngất ngay con gà tây, không biết lối về luôn các bạn. À. Ngồi ở đây ngắm cảnh rất là lâu. Mặc dù là mùa hè không khí nó không được mát lắm, trời nóng nực, ngồi phải quạt mát các bạn. À, oi bức. Nhưng mà nếu mà đi bạn đi vào mùa đông hay là mùa xuân thì rất là đẹp à, có cả sương mù ở bên phía bờ hồ nữa ha. Đấy, các bạn thấy đàn cá vàng ở trong cái đầm. À, kết thúc hành trình du lịch tham quan Tam Cốc Bích Động ở đây, Mộc TV xin chào hết cả nhà, chúc cả nhà có một ngày cuối tuần theo dõi thông tin du lịch giải trí thật là vui vẻ thoải mái ha, thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. À, Mộc TV xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video clip tiếp theo nha.